Welcome back. Ok, mình làm cà phê hôm nay nữa nha. Hôm qua làm show vui quá cho nên nay làm lại nữa. Cái này là cái tip để nặng ra cái hoa hồng nè. Bữa nào dùng của cái butter cream cho bánh kem đó. Ok, mình sẽ dùng cái này để mình nhắc ra hoa hồng nha. Ok, mình có cái tô ha. Tô whipping ha. Nếu có người nào mà có máy nhỏ, cái máy nhỏ handmade như thế này, để biết là nãy thêm mọi người coi nha. Okay. Nếu mà ai có cái handmade này cũng được nữa nè. Ok, nó có cái chung nhỏ đó, rồi mình dùng cái đó cũng được nữa. Mà bữa nào thích cái này à, bữa nào thích đánh cái này hơn, ok. Hôm nay mình làm dùng cái ingredient cái số lượng nó khác tí xíu. Ok. Mình làm sẽ dùng 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng, 3 muỗng cà phê. Cà phê muỗng này hơi bự tí xíu ha. Mình làm dùng 5 muỗng đường. Ok. 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng, 5 muỗng đường. Ok. Cái này dùng hơn cà phê. Dùng lấy nước sôi nha. Ok, nước sôi. Thì bác nào cho 5 muỗng nước sôi. Ok. 1 2 3 4 5 6 muỗng đi. 6 muỗng, 6 muỗng nước sôi. Bây giờ mình đánh nó nha. Cái này mình đánh mình exercise cái tay. Ok. Rồi hôm qua có một người bạn gửi cho cái nàng cái salon bát để dán. Dán nếu có nhắc hỏi thì dán. Bên nàng cảm ơn nhiều lắm nha. Cảm ơn rất là nhiều. Thật ra càng làm nhiều thì mình không có mỏi mệt nhiều đâu. Mình làm mình vui vẻ, mình không có nghĩ tới vấn đề bệnh hoạn nhiều, cũng có lợi lắm. Như đâu the more you working, the more you cooking, you happy, when you happy, you don't feel tired, you don't feel sick. Alright, so let's work it on and let's have fun. Why not, right? Bên nhà dùng 3 muỗng cà phê, 5 muỗng đường, 6 muỗng nước nha. Ok, hôm nay là bên nào tự pha chế thêm ra. Ok, thì cái gì cũng vậy, mình nấu nướng rồi mình tìm hiểu thêm, và mình ăn rồi mình nếm cái gì đó, và mình cách mình nhìn mình làm thì mình có thể chế biến theo của mình nữa, chứ không nhất thiết là phải theo đúng cái điều lượng của cái món này của những người khác đã đưa ra. Ok. Cái này mình làm trà xanh cũng được nữa. Nếu mà có trà xanh, mình lấy bột trà xanh, mình cho tí xíu đường cát trắng thì cái màu trà xanh nó còn đẹp hơn. Chứ mình không có dùng đường vàng, đường nâu nha. Đường vàng, đường nâu là mình dùng cho cà phê. Tại vì mình thích cái màu nó đẹp cho nên mình dùng đường vàng, đường nâu. Mà cái đường này nó không có ngọt đâu, nó ít ngọt lắm. Ok, thật sự biết là phải cho thêm đường nhiều nữa đó, tại vì mình làm cái kiểu này mình uống á, nó không có ngọt. Yeah. Cà phê nhiều quá thì nó đắng, cho nên mình giảm cà phê lại, mình cho đường thêm vô, mình thêm nước vô. Thì thí dụ giống như biết là đánh là 3 muỗng cà phê, 5 muỗng đường hả? Nãy bữa nào để 5 hay 6 muỗng đường, bữa nào cũng quên rồi. Hình như 5 muỗng đường, 6 muỗng nước, nước sôi nha. Từ nó đặc nè, không? Cái nào để đánh nhẹ thôi đó, cái nào không có đánh mạnh đó. Bây giờ bên nào đánh mạnh tí xíu nha. Nếu mỗi tay mình đổi tay, thật ra cũng mỗi tay chứ không phải không mỗi tay đâu. Mà chắc bữa nào làm thường quen rồi.
phê thì mình dùng cà phê hiệu nào cũng được hết, không nhất thiết là cái hiệu phải đúng như vậy, miễn là cà phê bột á. Nhưng mà cà phê này không có sữa trong đây nha, không có đường, chỉ cà phê không thôi. Đừng có dùng cái gói cà phê mà 3-in-1. 3-in-1 no good nha. Nếu mà uống dùng cà phê mà sữa, đường, cà phê trong đó cái gói mà nó đã pha sẵn đó, thì bên nào nghĩ chắc không được đâu. Mà bên nào mà cũng chưa có thử nữa. Cái nào nó đặt nha. Thì mình đánh cỡ chừng 5 phút đến 10 phút nha. Thì tùy theo cái độ đánh của mình, nó nhanh hay nó chậm hay là nó nhẹ thì nó sẽ sệt sệt nó lên. Nếu mà mình dùng cái máy này á, cái máy nhỏ này á, thì mình phải dùng nhiều, mình phải dùng nhiều, chứ cái độ lượng ít quá đó, một muỗng hai muỗng á, thì mình dùng cái này không có đánh được đâu. Cái này nó phải thi cái độ nó dày tới đây, mình có tí xíu nó đâu có đụng lên cái máy, cho nên cái này không có tiện lắm bằng cái máy đâu. Nếu mà làm số nhiều, yes, làm buôn bán số nhiều, yes, thì mình làm nhiều, mình làm cỡ một chén cà phê, một chén đường này nọ thì cái đó thì mình đánh được. Còn mình làm uống cho ở nhà một ly thôi, hai ly thì mình đâu có dùng cái đó được. Mà mình đánh cái này cũng vui vậy. Mình giữ cái mình exercise cái tay của mình, cái sức của mình gồng. Mình cái người mình hoạt động cũng tốt. Chứ không phải là không tốt. Thay vì mình phải đi gym, bây giờ mình không cần đi gym, mình vô kitchen mình hoạt động tí xíu. Thích nó sệt nữa. Cái này giống như là mình vẽ, mình pha màu vẽ vậy đó. Mình phải đánh cái màu cho nó đẹp ra rồi mình mới tô lên. Giống như mình vẽ tranh bằng màu ôi hả? Những cái viên màu ôi mình phải quét nó ra. Tưởng tượng như vậy. Đánh thêm vài phút nữa. Cái này là bé nàn dùng 3 muỗng cà phê thôi nha. Ngộ ha, cái cà phê này mình đánh cái kiểu này ra đó, mình cho sữa cho đá cho mình uống á, thì nó không có cái vị chua. Còn mà uống mà pha nước sôi rồi đường rồi sữa vô rồi xong rồi cho đá vô đó, mình uống cái cà phê nó có cái vị chua. À thật sự nếu mà những người mà có uống cà phê nhiều có để ý á, thì chắc người đó biết đó. Còn nếu mà mình đánh ra cái kiểu này rồi mình uống á, thì nó lại không có vị chua. Mình từ từ lại, xong mình nghĩ, xong mình đánh tiếp. Đấy. Không sao hết. Mình exercise chừng 10 phút thôi mà, 10-15 phút thôi mà, đâu có nhiều đâu. 10-15 phút không có nhiều. Cái nào nghĩ á, cái món, cái cà phê pha này nè, mình có những người khác mà không thích uống cà phê mà uống cacao á, mình lấy bột cacao mình cũng đánh như thế này, mình cho sữa mình uống cũng y như vậy thôi. Hoặc là trà xanh, có những người thích uống trà xanh thì mình làm trà xanh.
Bữa nào cũng sẽ làm trà xanh em ơi. Nhưng mà hôm nay phải làm, chị muốn uống cà phê cho nên chị phải làm cà phê thôi. Chứ làm trà xanh nữa không ai uống hết, bỏ uống lắm. Cho nên chị khi nào mà có uống rồi mà phải làm luôn. Chịu khó phải đánh cho nhanh tay nha, càng nhanh tay thì nó mới sệt nè, thấy không? Nó sệt trong nó dẻo không? Bây giờ biết làm muốn nó dẻo nữa. Cái người mà chế biến ra cái này cũng có lý thiệt, cái nào cũng phải công nhận cái người mà làm ra cái kiểu uống này cũng rất là thông minh, rất là sáng tạo, rất là hay, phải nói là rất là hay. Thì mình ăn cái gì, mình uống cái gì, mình làm cái gì thích thì mình học hỏi thêm, không có mất mát cái gì hết. Đấy, thì những cái gì hay thì mình chia sẻ với nhau, mình giúp đỡ nhau. Đừng có nhìn nhiều quá, nhìn nhiều quá chóng mặt đó nha. Cái nào đánh nhanh lắm đó nha. Thế đặt thôi. Thế mình muốn đặt nữa. Để chuẩn bị đi ra ngoài, đi ra biển, cho nên mặc hai áo cho nó ấm. Mình cầm như vậy nè, mình đánh cũng tiện lắm, chứ mình cầm trên đây thì nó mỏi, thấy không? Mới đầu thì mình đánh trên đây thì ok, mà từ từ nó đặt ra, mình cầm như thế này, mình đánh thế. Này tại vì bé nào muốn đánh đặt để bé nào nặng ra cái bông. Thật ra không cần phải đánh tới này mới là đủ thôi nha. Tại vì bé nào muốn đặt nữa để bé nào nặng cái bông, nặng cái hình mình thích, hay những con phe, hay những trái tim. Chứ mình chỉ đánh chừng 5 phút là được rồi. Ok. Được rồi đó. Ok. Bây giờ mình cho nước đá để sữa ra nha. Nước đá. Ok. Cho sữa vô. Trái này nó có đổ không ạ? Ok. Tùy theo muốn sữa nhiều, muốn cà phê nhiều thì mình cho độ lượng như thế nào mà bác đang thích như vậy là được rồi. Tại cái này nó đặc lắm. Ok, này, cho tí xíu sữa nữa đi, nặng nó cao quá, muốn nó cao lên. Ok, cho nó vô.
nó ra. Bông lên đây nha, mình một cái bông, cái bông này nó kem lắm. Mấy cái Q-tip thì có bông á, đừng có bự quá mà cũng đừng nhỏ quá, thì tùy theo cái bông mình thích nặng bự nhỏ ha. Ok, bây giờ mình từ nãy đến giờ mới mở đèn, để mở cái đèn. Ok, giờ cái này nặng cho coi nha. Chúng mình nặng cái này trước. Cứ đây như vậy. Đấy. Mình xoay nó. Jeez, good, đẹp không? All right, have a good day, everybody. Thank you for watching. Bye. Bye.